Hả? Bữa nay có gì cho con chơi không? Có, tao cho mày cái này mà vui lắm. Nè, cái bom. Tại cuộc họp giao ban phó bộ túc văn hóa do sở giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh được. Nhiều giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, hiệu trưởng trường bộ túc văn hóa đã đề nghị tăng học phí phó bộ túc vì mức học phí cũ từ 30.000 đồng đến 65.000 đồng không phù hợp với hiện tại. Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên Nguyễn Nhất đề nghị ngoài việc tăng học phí, sở giáo dục đào tạo. Cô Tư, tiền rượu bà nói mày chết. Giờ làm gì? Về đi học kìa. Tèn. Bữa nay không có một cắt. Cho nổi tiền. Cô tôi thanh lộn rồi. Chờ nó rượu đó. Ê, tay, tay. Cho nó gờ đầu cả. Ê, cái đầu nó khỏi cái mày. Để má biểu coi. Cho nó gờ cái đi. Cái đầu chảy cổ trước khi đi học vậy. Thôi đi đi con. Đi không? Có lấy con trượt trên giường không? Chị đút đèn đọc chuyện hoài. Có ngày mà nội chửi tắt bếp á. Cái thằng. Trả thầy Hiếu giùm chị. Tôi đưa con này cho thầy Hiếu luôn nha. Ý, bà đặt chết thơ nữa. Bà đặt chết thơ nữa kìa. Li 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 li. Cậu mày ăn sáng mà thầy. Thầy, thầy Ngọc, thầy ơi. Đi học. Đi học. Thầy giải rồi. Cậu mày nghĩ nè. Thông báo hết hạn đóng học phí lâu rồi. Sao các em không nhúc nhích gì hết vậy? Em nào chưa đóng học phí, đứng lên. Thưa thầy. Thầy để đó tôi. Em kia, chưa đóng tiền phải không? Sao không đứng lên? Ê. Thầy có sao không ạ? Em làm gì vậy? Em tên gì? Dạ trường Dân Tây. Tại sao em không đóng tiền trường? Dạ, bà nội không có tiền. Ngày mai tôi mời ba má em Tây và những em nào chưa đóng tiền trường tới làm việc với thầy hiệu trưởng. Tay, 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 tay. Chết gì bác hai? Hơn hai tháng nay có ai thèm chết đâu, đói rã họng. Vậy bác hai đầu quyệt cho ai vậy? Cho tao. Mấy cái nghề dính líu tới cõi âm này kỳ cục lắm. Bán hòm mà bị ế, chung vô hòm ngủ tự nhiên có khách. Còn đầu quyệt như tao á, ế quá cũng phải đào một cái lấy hơi cho hên chứ mày. Sao giống trù người tao quá vậy? Tao trù tao chứ trù ai? Cho mày nè. Đồ cô hồn màu đẹp quá ha bác hai. Ăn đồ cô hồn riết rồi không biết mình ở cõi nào. Thôi, thôi. Ba. Ở biểu, bỏ ra, bỏ tay ra. Con đi với ba. Tay bây giờ. Ba ơi, cho con đi ăn hủ tiếu mà. Lên xe. Dạ. Với mì, với lại hoành thánh, có xíu xíu đỏ đỏ nữa nha bà.
Ba. Cái gì? Ba, cho con hủ tiếu mì với lại quỳnh thánh có xíu xíu đỏ đỏ nha ba. Hôm nay ba mắc công chuyện, bữa khác nha. Thằng nhõng nhẽo. Thôi, ba cho tiền bánh nè. Dạ. Tiền đâu được cả. Mày chạy về nhà coi ba làm rớt ở đâu. Đi đi, lẹ lên. Tổ cha con Tư Thành, bán rượu lạc nhách cho tao. Mấy chục năm ăn trầu uống rượu mà còn bị nó lừa. Nói, nói còn tiền không? Tiền là cái gì? Hồi xưa ghe hát của Tám Tàng này đi tới đâu là tiền tung lên tới đó. Tao mua thiếu chứ đâu có xin mày. Được 10 ngàn. Nói, 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 có được 10 ngàn là nói. Nói, có lượm được 10 ngàn là nói. Nói, có lượm được 10 ngàn thiệt nè. Nói, nè nói, 10 ngàn nói ơi, 10 ngàn nói ơi. Là la lu lu, tiền tiền. Gì đó phải không mày? Dạ đúng cháu. Tiền của nội làm rớt đó. Trả đi. Sao hồi nãy nó nói hết tiền rồi mà. Đưa đi nội cất cho. Rồi nó làm rớt nữa cho coi. Tiền có xài bỏ dư sao rớt. Ủa, ủa vậy tiền này không phải của nội rớt hả? Cái thằng sao khờ quá. Suốt đời chắc mày bắt cào cào quá. Hồi tối tao nằm mơ thấy ông quan công, ông về ông móc tiền lì xì. Nội mày. Bà nội nè. Nội nè. Đúng là bà nào cháu nấy. Má, có thấy 10 ngàn ba rớt đâu không má? Rớt chỗ nào mà có thấy đâu. Đau quá.
bị thương con tướng của tao rồi nè. Tụi giống gì? Đành cho tao đi. Chừng nào mà đi tiểu, tao cho mày mượn. Mượn nè. Dạ. Mượn nè. Mượn nè. Mượn nè. Chết. Bên trong dịch lộn, như là chai rượu nó mất tiêu rồi. Nó bay lớn. Nó màu gì? Ta. Nó đây nè. Hả? Chết. Bể hết trơn rồi. Toàn là nước không à. Vậy thì mày húp luôn đi. Cho tao liếm miếng. Sống nhăn mà liếm cái gì? Tao mẹ hết trơn á. Trên đi. 4 chiếc một dịch lộn với lại ăn chai rượu. Hết 10.000 của tao đó mày. Trời ơi, sao bữa nay nhà mày sang như vậy? Sang gì? Sử dụng hồi chiều 10.000 tao lụm á. Tiền của ba tao làm gớt đó. Phải 2 tờ 5.000 không? Không, tờ 10.000. Phải nghĩa. Gì? Dép mày nè. Áo nam dương áo ngự hàng, ân tình đây thiếp trao cho chàng. À, chị Hồng. Bàn mai trời đất giàu. Đợi. Gì mày? Bộ thấy tao hát hả? Tiền qua nghĩa rớt đó. Rượu của nội nè. Còn hồi vậy tao chổng á. Nội ăn đi. Tôi không có ăn đâu. Tiền giữa đường rớt, ai lượm thì được mày. Đói rồi. Ăn đồ cúng cô Hồn êm hơn má ơi. Công khai luôn chứ sao? Kỳ quá à. Đẹp không? Cháu nội tôi đó. Chịu thì dẫn ba má qua đây tôi gả cho. Dạ. Cho mày đó. Ngày mai tôi đưa thêm một vỏ nữa là đủ hang. Cái vụ 10.000 hôm bữa đó, 2 tờ 5.000 không phải là của ba tao. Tao nói xạo mày. Tao lượm một tờ 10.000. Thiệt hả? Không sao không sao. Tao qua bên kia bắt thêm. Mày có đi không? Ừ, đủ rồi. Mày biến quá. Quay tay. Tay. Thiệt cái thằng này giờ còn đi bắt nữa. Ai như mày giờ còn nằm đây sao chưa đi bắt? Hôm nay ít cầu cầu gì phải bắt. Thằng Tây nó cho tao đầy nhóc ở đây nè. Đâu? Nè. Đâu? Thằng Tây cho mày hả? Ừ. Quá tụng cà cà mập không à. Thế nào ông chính được cũng trả cho mày 5.000 như thằng Tây vậy á. Nếu mà bà nội thằng Tây mà không ghiền gỗ thì tiền bắt cầu cầu nó đóng tiền ngọc dư sức. Tao nghi tao cũng giống nó quá. Tại hổm rài má tao không có hàng mai để kiếm thêm. Tao cũng vậy nè. Không biết chị ba tao có gửi tiền Việt kiều không nữa. Nhà mày có Việt kiều gửi tiền về hoài sướng hết một. Nhưng lần nào lãnh tiền về má tao đi vòng trả nợ là sạch trơn à. Có quỷ gì nè là sướng. Lần nào má cũng mang tiền đóng sớm á. Trời, được nghỉ sướng hay mồm. Vậy mày có cách nào làm cho tao được nghỉ giống như thằng Tây không? Trời, dễ ợt. Thì mày lấy tiền học phí của mày đóng cho thằng Tây. Thằng Tây đi học, mày nghỉ. Vậy ba má tao đánh đòn, mày chịu nha. Không thầy đố mày làm nên, không mày đố thầy dạy ai. Ê, tao có cách cho thằng Tây đi học lại rồi nè. Cách gì? Cách gì? Hả? Cách gì? Hả? 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 À, có này hay ghê, mình phải có cách chứ. Ôi, để tao rủ tụi ngậu cho đông nha. Ừ, được đấy. Ê, nhưng mà má tao đóng tiền rồi. Bực mình má tao ghê. Đóng tiền sớm hoài à. Lên
đi chú Vinh. Thôi làm xị đi. Cho xị đi bà chị. Cho mượn tài giấy giò luôn. Tôi mà trúng số á, tôi bỏ ngay cọc cào liền. Tôi mà bán được miếng đất bên đó hả, xây quán đẹp lên liền. Bữa hổm ta trả 12 cây sao bà không bán? Bán kỳ kèo thêm chút đỉnh. Nghe nói mai mốt ở bên đó quy hoạch làm khu dân cư, thế nào cũng lên à. Nghe nói giờ cậu cào lên giá phải không? Ủa, chị dân thành phố dạo này khoái chơi chim, nhưng phải biết chỗ bán mới có giá, nếu không rẻ như bèo. Bây giờ người ta bắt cào cào đông lắm hả? À, thì à, mấy đứa cụ bơ cụ mất nghèo mạt rẹp với tụi thằng Tây. Bà Tám, làm sĩ bà Tám. Từ, nhờ một chút coi. Dạ. Mày có đi cúng bà không? Trời ơi, bà thích nhất là dân cái này đó. Coi. Nè, thấy không? Hàng của người ta đặt tao đồ kỹ lắm đó. Bồi 4 năm lớp chắc lắm. Nè, giấy cũng tốt nữa nghe. Đẹp hen. Mà tính tiền nhiêu? 20 ngàn. Dữ vậy? 10 ngàn thôi. Vừa phải thôi mày. 12 ngàn dứt giá. Tôi mua cái này là để trừ nợ, chứ đâu phải để cúng đâu. Chừa cho tao cử rượu bữa nay chứ. Khuyến mãi thêm một xị cho ngày mai nha. Coi như là trừ 9 ngàn tiền nợ đó. Đó, mày đừng có chận tiền thằng Tây nha. Mới có sáng sớm mà xui thằng nhỏ. Bảo đảm mỗi chiều tao ra đây trả nợ cho mày. Chắc à nghe. Chắc chứ. Thôi, để tôi chạy xe vô lấy cho chắc ăn. Học sinh. Nè. Sao lớp vẫn quay vậy các em? Tụi nó không có tiền đóng nên nghỉ đó thầy. Thưa thầy, tụi nó không dẫn ba má vô được. Đất của tôi mé trong á đã 13 cây rồi. Anh chị mé ngoài á, tính kỹ đi, báo tôi hay, tôi nhắn ta xuống. Bán kiếm tiền làm vốn chứ. Ừ. Cô coi được giá thì kêu giùm tôi. Ừ. Bán quá trí rồi, để làm gì. Hai người tính kỹ rồi báo tôi hay. Tám. Dạ. Má má, cho con ở chơi nhưng nhẹ xíu đi. Ba mày bữa nay về sớm, về không chạy đi chơi. À, đau quá. Mày muốn bán đất có tiền, ba chở con lên thành phố chơi một ngày. Thì ba chung má lên luôn cho vui nha ba. Ai cho bán mà đi? Ai biết tôi bay được trong cái đám vậy? Tụi tao hù cho thầy Hiếu bữa đứng tên với mày. Thế nào thầy cũng sợ mất thi đua, thế nào thầy cũng năn nỉ. Từng đứa đi học lại cho coi. Bực mình má tôi ghê, đám gì sớm chiến biết nữa. Không bao giờ tao nghỉ học chúng tôi bay rồi. Ừ mà bữa nó mặt này như vậy nè. Dám đâu mày ơi, mặt là vậy nè. Thôi xạo, bữa đó mày có đi học đâu mày biết. Bay nghỉ học quá 3 ngày là thiếu bị làm kiểm điểm đó, hù đi. Tính bán miếng đất làm vốn, anh hàng chuyến kiếm nhiều tiền hơn. Chứ còng lưng chở mướn bao nhiêu năm rồi, có dư đồng nào đâu. Ông chở mướn lỡ bị hốt còn có chủ hàng lo, còn đi buôn á rủi bị công an bắt, chẳng những sạch vốn, có khi còn bị ở tù nữa. Bây giờ ta sắm xe lớn, bao nguyên chuyến chạy thẳng về thành phố, có bị bắt á người ta đền chủ hàng. Mai mốt ai thèm mướn xe ông Đa Cà Tàng với tôi.
Chừng nào không ai mướn á thì tính tiếp. Chết rồi, ông ho ra máu kìa. Ông bệnh nặng vậy mà sao ông không nói tôi? Đau ngực cả tháng nay rồi. Tính bán miếng đất làm vốn, đi vài chuyến kiếm tiền đắp vô mua cái nhà ngoài chợ, rồi nghỉ ở nhà bán tạp hóa với bà. Chớ hốc bà tỏ này, biết chừng nào mới khá. Thôi thì bà tính sao tôi nghe vậy? Để tôi qua nói với tí ăn tiếng rồi bán. Ba, cục máu này hồi nãy mình ăn tiết canh ở ngoài quán cô Tư phải không ba? Ủa cha mày, thằng nào mắc còn tui hơn tao vậy? Dạ cháu à, cháu cũng thấy. Cháu là ai? Tao có cả trăm thằng cháu lận. Cháu là thầy giáo của Tây à. Ý trời ơi, thầy giáo. Xin lỗi nha. Dạ không có gì ạ. À, có phải ông thầy đòi tiền học dài như đĩa không? Nó nghĩ rồi. Tới đàn chi? Dạ xin bà cho em Tây đi học lại ạ. Lóng rầy nó nhiều cào cào quá, đâu có ở không. Bà phải cho em Tây đi học để sau này có tương lai chứ. Biết rồi, thầy chưa có bắt cào cào. Bữa nào thầy thử đi đi. Trời ơi ham lắm. Biết đâu nghĩ dạy cho coi. Thưa bà cứ cho con gặp Tây ạ. Nó không có nhà. Tây đi đâu vậy bà? Ai biết. Thôi để con đi tìm nó. Thưa bà con đi. Dụ đi học vài bữa rồi đuổi chứ gì. Dụ này biết quá. Nói nó kỳ cục quá à. Gì kỳ? Đào rừng hôm qua về thăm nhà, đào rừng nở dọc hai bên đường đẹp lắm. Những chiếc lá này kết lại để làm gì vậy? Dạ, để hướng xương. Sao phải hướng xương trong đó? Xương sẽ lâu tan hơn. Xương mai buổi sớm đẹp lắm. Nhưng nó cũng mau tan. Vậy Hồng dạy tôi kết những chiếc lá đi. Không, em đi học lại nha. Lỡ dở hết.
cho xị rượu đi Tư. Ừ, bà Tám đi đâu làm gì mà ăn mặc như thầy bói vậy nè? Bói dạo chứ đi đâu. Tưởng dễ ăn, ai dè đâu đi rã cọc giò. Bà thử bà bói coi, khi nào tôi bán được miếng đất bên kia? Hả? Mày tính bán miếng đất thiệt sao? Hả? Mày nhắc tao mới nhớ. Hồi tối hôm qua tao nằm chiêm bao, tao thấy ông già ông đẹp thiệt đẹp vậy đó, mà ông đang thui thù lùi à. Ông cầm cái gậy dài vậy nè, ông gói trên giường của tao vậy đó. Trời trời, bà Tám già rồi mà bà mơ dữ ta. Thổ cha mày, ông thổ địa chứ ai mà mơ với mớ. Ông về báo mộng cho tao chuyện đất đai ở xóm này. Hả? Đất này sẽ còn lên giá nữa phải không? Lên cái giống ồn gì. Ông nói cái đám đất của mày là chỗ ở của ổng, không có mua bán gì ráo. Ông địa không hiểu gì hết. Lúc này á, đất cát đang nóng, buôn lậu thì rần rần. Cơ hội này á, không khuếch trương mở quán á, thì còn chờ đến khi nào chứ? Bà Tám, chưa có trả tiền rượu bà Tám. Mày thấy chưa? Đây, sao nội mày nói có cách làm cho cô Tư sợ, cô Tư không bán đất. Ờ. Không có ăn thua rồi. Không ăn thua thì leo lên, có tao nè. Ê, nhưng tao sao leo? Như vậy làm sao? Thì phải có cách để qua chứ. Ê, hãy làm mình lấy cây kềm, mình cắt vòng vậy nè, rồi mình chui qua. À, để tao chạy về nhà, tao lấy cây kềm. Ừ, khỏi, coi tao nè. Quay, đào lỗ chó, chui vô tụi bay. Yeah. Lẹ lên tụi bay, lẹ lên, cố gắng lên, đá bánh gì nào, đá bánh gì nào. Ai cho tụi bay phá hàng rào? Ê, chỗ tôi đâu quá cào cào, ai cho mày vào mày? Đất của người ta, muốn rào thì rào. Tụi tao chỉ bắt cào cào chứ đâu có quậy phá gì đâu. Nhưng từ bữa nay tụi bay không được vô nữa, tao cấm. Đất này má ai bán rồi, lấy quyền gì mà cấm tụi tao? Ôi, ê, tụi bay, tụi mình cứ lên bắt cào cào đi, có dám làm gì mình không? Ờ, thật. Yeah. Bữa nào chèo qua hàng rào, tao kêu chó cắn gán chịu. Tao thích mày đó, leo qua luôn tụi bay. Đi, đi. 1, 2, 3, vô! Gì tụi nói cho tao? Lẹ lên! Mày chết nè! Chưa chưa? Sợ chưa? Từ nay không đứa nào được đụng như hàng rào này hết. Không được đụng hả? Mày đừng có phách. Hàng rào đây nè, tao phá mày một mà. Tụi bay muốn ở tù hả? Mày dám hù tao hả? Nếu cái thằng này bọn mày muốn chết thì sao mà đứng đây coi tao cưa bom? Nếu nó nổ, thằng này có ba không ông Tư? Nó nổ là nó banh xác liền. Nhưng mà đời nào nó nổ? Thôi xe ra mày. Ông Tư, cho con miếng thuốc nổ đi ông Tư. Gì? Nhưng mà ông Tư. Ừ? Ông Tư kìa, mày lại mở gói xi măng ở trong cái thùng kìa. Cảm ơn ông Tư. Con xin thuốc nổ mà, để làm pháo Tết chứ bộ. Nhà nước cấm đốt pháo nghe mày, nít quỷ. Đồ chơi ông chơi đồ thuốc nổ. Nổ một cái là đuôi mắt bây giờ á. Ôi, mày đi đi cho tao tĩnh tâm, tao làm mà. Mày đi ra khỏi nhà tao ngay. Không cho thì bán đi ông Tư. Bán con 2,000, con trả bằng cào cào. Không buôn bán gì hết. Đi. Đi mà ông Tư. Mày nghe không mày? Tao mét mày đâu mày giờ. Đi chưa? Đi. Đá biểu đi mà. Ông Tư. Hả? Nghe không?
Thằng Tây nó qua nhà ông Tư Lùng, nó mua thuốc nổ. Đi, đi phép chơi đập cho cha vợ. Đi, thằng nó nghe lì lì á. Lì nè. Nít không học hành, tối ngày lo nổ nổ hoài. Tại gì? Trời đất chứng giám, thằng Hai Màu này thề bỏ nghề đào quyệt. Mẹ, cái hồn ma ngoài nghĩa địa chơi khăm tao, có ai đào sẵn quyệt để chôn con mình không? Má nghĩ đi, coi báo dạo đi. Tôi đi thành phố làm ăn, kiếm tiền về nuôi má, mua thịt cá bánh kẹo ngon lành, chứ không phải ba cái đồ cúng má. Mày không có lỗi đâu Tây. Má à, bà đừng chửi rủa nó nữa, tội nghiệp nó mồ côi. Chị Hồng ơi, Tay, chị Hồng ơi, Tay, dậy coi Tay, mày nằm mơ thấy con Hồng hay sao mà kêu dữ vậy Tay, Tay, ma, ma bà cứu nội mày á, tao là bà nội của mày nè, tắm tàn chứ ma cỏ nào. Hồi nãy con nằm mơ thấy chị Hồng, nó nói làm sao, nó có kêu đói kêu lạnh gì không? Không, về nấu nước với dọn nhà cửa thôi à. Nói gì vậy? Đó, tào nâu đó, tội nghiệp cho con nhỏ, tha
hát xuống âm phủ mà còn quay về lo nhà cửa. Mai tao ráng gò làm một cặp ngựa nè, rồi đốt xuống âm phủ cho nó đi. Sao nó không là máy bay hay xe hơi đi cho lẹ? Người cõi âm không xài thứ đó mày. Ủa sao mày đi bắt Cào Cào sớm vậy? Ông Chính Đô nói bắt giác khuya, Cào Cào nó còn hai trại ngủ mê, nên con dán kiếm tiền nó một phí nội ơi. Nè, đi coi chừng rắn rít đó. Bắt một vòng rồi về đi học. Họ cho học bỏ uổng lắm đó con. Ờ, để nội tính cách kiếm tiền phụ con. Ba anh là chị xấu, mới bắt Cào Cào sớm không ngủ tao. Ủa sao hôm nay mày ra chợ vậy? Sao mày biết tao ra đây? Chiều ngày hôm qua tao có nhắn nội mày kêu mày ra đây sớm mà. Ừ, chắc bà xỉn nên quên. Thôi, nhà vô đi. Ê, tụi bay, con tay nó làm cái gì kìa? Ê, bộ mày xin đặt bơm phân gạo nữa hả? Cào Cào ít thì ăn ít, mày đi gây chuyện, lỡ chết người sao? Bộ mày tính chuyện gì trong đầu nữa phải không? Mày điên hả? Mày bị làm sao vậy? Sao sao con khỉ? Tại sao tụi mình không nghỉ rồi qua bên kia chẳng lớn bắt Cào Cào? Đúng rồi. Tao chấp 8,000 rào nhàn xăm luôn. Vậy thì tụi mình đi bước lá dừa làm thần Cào Cào đi. Đi. Bữa nay tao mới khai trương nha bà Tám. Về giáo dục theo chương trình tao ra mở hàng giùm mày nghe Tư, có tiền đàng hoàng á. Về vấn đề nè, vẫn còn bỏ ngỏ bán xị rượu 500 đậu phộng bà Tám. Ý của con á là con nói là để con quét dọn sạch sẽ rồi con mời bà Tám vô. Đừng giận con mà, vô đây vô. Các nội dung liên quan ở trong nóng lắm, ra ngoài này ngồi thoáng hơn. Trong tuần làm việc này, khi quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án được sửa đổi vào ngày 26/11 tới. Cười gì? Thí điểm ăn lại đi học. Quyền trẻ em. Con người ta đói không có ăn, mày đầy đủ ngồi nhơi hoài hả? Giao thí điểm ăn đi. Công ước quyền trẻ em vào môn đạo đức. Theo đó giáo viên có thể tự sắp xếp nội dung đưa vào môn học cho thích hợp, không bắt buộc phải theo đúng chương trình. Theo các giáo viên, cách dạy này rất có hiệu quả. Nè, có thể thực hành ngay trong gia đình. Chừng nào bà đi coi bói lại. Bỏ nghề lâu rồi, tao mở sòng bài lấy sâu. Bữa nào vô trống làm dài dáng lấy hên. Hay á, tôi sẽ vô mở hàng cho bà. Ha. Tới kìa. Nè, học cho đàng hoàng nha. Thầy mắng vốn mà tao bỏ đói mày à. Năm, vô đây, vô làm tàu ly. Bữa nay tao đái mày. Vô đây, Năm, vô ngồi đây. Ngồi đây. Tới luôn, làm ly cho ấm. Tao đái mày, lại uống đi Năm. Uống đi.
Giỏi. Gì mới được chứ. Sáng sớm mở hàng gì rồi sao buôn bán được. Bản thân từ tự mình thì lo tiền học đã thấy ngang, lo tính toán một phần vô duyên vô dụng. Ô đi, cười dây ốt. Thấy xe nó có đúng là giống như thế nào. Ăn đỡ đi nhồng. Ngày mai nó kêu bà nội tao bồi hai con cọc cào lớn đốt gửi xuống cho mày. Đường này là hôm đám ma người ta gửi cho ông con giống 1 lít để dành. Bác hai con nói mấy tháng đầu ai ra đây nằm cũng bị lạnh hết. Mai con qua trận lớn bắt cào cào, ông Tư nhớ phù hộ nha. Thằng súng răng á, nó giọng hết dịch. Tụi nó có làm cái gì đâu. Ờ mà hồi nãy không trà kịp là tiêu đời vậy đó. Vậy tụi mình vũ tụi bạn trong lớp sửa đẹp tụi nó. Thôi đi, chắc tụi nó cũng nghèo như mình. Ừ ha. Điều này chắc tao nghỉ học giống mày quá. Ba tao bị công an tịch thu hết hàng rồi. Nhà mày mới bán đất tiền nhiều lắm mà. Hết chưa hết trội rồi. Mấy bữa nay má tao không ăn uống gì hết á. Ê tụi bay, tao có cách này nè. Cách gì vậy? Tụi mình đem cọc cào đến thành phố bán thẳng cho mấy người nuôi chim. Ừ, à, mày hay á. Mà không được, mình còn mắc đi học sao đi. Ờ, đúng rồi, sao giờ? Thì tụi bay cứ đi học đi, để tao đi bán cho. Bộ mày tính nghỉ học luôn hả? Chừng nào có tiền rồi tính. Vậy thôi chứ biết sao giờ. Ê, mày nhớ mày nói mày còn đi học nha. Cho người ta ý thương, người ta cho tiền thêm. Xạo, ba tao nói càng giàu càng kẹo. Cho, nhắm cho đâu. Kẹo đó mà kẹo. Hồi tối tao coi tivi nhà hàng xăm á, tao thấy người ta góp tiền cho mấy anh chị lớn đi học nhiều lắm á. Cái đó là phim bộ á, không thiệt đâu, đừng tin. Phim gì? Cái đó là thời sự của người ta. Có thiệt đó mày. Thiệt hả? Ừ. Mà sao người ta không cho mình? Tụi bây giờ trễ quá vậy? Tại Nguyễn đây nè, đánh lộn cho nên mới bị phạt. Đánh lộn bị thầy phạt là chuyện thường. Mày có lên đây chép bài không? Liệu mà đọc đài bài tập làm văn cho nó nghe trước đi. Em hãy tìm những từ ngữ nói về chủ đề nhà trường. Chứ hạt, nhà trường thì có trường, lớp, bàn ghế, bảng viết, tập, thầy cô. Ê ê, tao đang nói sao mày dám nhảy vào hầm tao mày? Tao hết chảy thì sao mà. Sao hả? Mày ngon mày nhảy xuống đây là biết sao liền à? Sao là sao nào? Ai dám làm gì tao nào? Ê Tây, làm sao mày biết người ta nuôi chim mà mày đem cào cào tới bán? Thì dòm vô nhà người ta là thấy liền chứ gì? Vậy cũng nói nữa, bây giờ mày ra ngoài chợ cào cào á, mày canh mấy người mua cào cào rồi mày đi theo về là biết chứ gì? Đúng rồi. Khoan, mà mày lên thành phố bằng gì? Thì đi bằng xe đò. Đi xe đò, cào cào ngập xăng chết hết rồi làm sao? Ai nói mày đi xe đò ngập xăng? Tao đi rồi, ngột ngạt muốn chết luôn, huống chi mấy con cào cào. Giờ mình muốn đi xe đò á, chắc mình phải làm cái lồng bự vậy nè, rồi mình ràng trên môi á. Trời ơi, mát thả cửa luôn á, chứ nóng có nổi gì. Nhưng mà xe đò giờ này làm gì mà còn? Toàn là xe buýt mới lạnh không à.
ai cho mà ràng cái lòng lên môi. Chỉ có xe đạp là tiện nhất, mà kiếm đâu ra bây giờ? Xe mua, tiền đâu mua? Tao có. Trời, xạo mày. Được không? Nè, trời, ở đâu ra vậy? Tiền của ai? Của tao chứ của ai. Tiền, 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 tiền. Quỷ. Trời, bắt hổ rồi. Để đầu để cánh, của mày cao cao to. Cái này của mày nè. Nếu qua chạy là mày của tao. Vô giỏ này. Ngày mai là đóng tiền trường rồi đó má. Đóng trễ cũng không sao má. Xách con gà này qua quán cô Tư Thanh bán, rồi mua lít gạo với miếng thịt. Dạ. Đi về liền nghe con. Dạ. Mà thôi khỏi, ghé quán ăn tô hủ tiếu luôn đi. Thiệt không má? Ô, quay không quá. Nhớ nó cô Tư bán cho chị Đế. Bọn chút ba về không á? Ui, vợ thằng Năm. Vợ thằng Năm. Qua nhà tao, qua nhà tao. Thiếu thằng tay, thiếu thằng tay. Vợ thằng Năm, qua nhà tao làm vài dáng cho đỡ buồn. Nghĩa, khỏi mua rượu cho má nữa nghe. Mày uống rượu hả? Trời ơi, bậy thiệt là bậy. Thôi, không uống rượu nữa. Qua nhà tao đánh bài. Má, con mày mang hủ tiếu nữa đâu? Tại sao chị Hồng thích những giọt sương mai? Vì nó đẹp, long lanh và tinh khiết. Em đi học lại nha Tây. Em không có tiền. Thầy sẽ phụ cho em. Thầy phụ cho cả lớp nổi không? Bôi bỏ đập giác nè. Đứng đây. Xùi thầy thúi heo ngoài. Nè. Đó lấy đi. Ua quá. Đó. Đẹp. Trời bà Tám. Là bận tránh bóng rồi. Bắt đòi tiền sâu quá mày ơi. Tới trắng sâu sạp chút đi. Nè, bà xe ra đi. Tư là tư phụ tư bảo kim sắc phong lên đạt. Ai vậy? Đứa nào vậy? Đi đâu vậy? Dạ con là Liễu nè. Hả? Ồ, má mày về rồi hả? Dạ má đang nói giận á. Trời ơi con nhỏ này thiệt khờ. Ai biểu mày nói nó biết dượng mày ở đây? Con không biết, má kêu ổng về. Trời ơi kêu gì bất nhân vậy? Thôi chờ tao tìm người thế tay đã. Mày ngồi đây canh chừng giùm tao một chút nha. Dạ. Nhớ nha, không được đi đâu nha. Dạ. Liễu à. Bộ nội tao muốn mình canh sòng bài hả? Bọn xấu. Ờ, vậy cô bà nội mày chứa bài xấu hay tốt? Thì xấu. Vậy chứ dượng mày nè, qua nhà tao đánh bài xấu hay tốt? Ờ thì xấu. Ừ xấu. Tao với mày con cháu nhỏ xấu. Tao mày xấu tốt luôn mày ơi. Ê sao? Từ ngày có xong bài tao ít có ở nhà lắm. Sao vậy? Ở nhà cho họ sao giặt hả? Tay, cho xin cái nước đi. Tay, con chơi ù ra quán để cho cô cái thuốc lá nha. Tay, con nấu nước chăm trà sẵn làm trong tô mì gói. Thấy ghét, hoạt động từ sáng tới chiều không nghe nói. Tay, cho mày ngàn nè. Tao trốn luôn, cho khỏi réo. Thằng Tay về đó hả? Trả mày mua cho tao.
đâu phải người Tây. Đứa nào ngoại vậy bay? Mua người ta gói thuốc. Rút đi. Heo đỏ. Gì? Ê, tính vượt biên hả? Thôi qua thằng nào ăn ăn đi bay. Thôi tôi cũng qua luôn. Ba rồi thâu. Chết mà tự rồi. Chết mà tự rồi. Ê, nằm ở đây khỏi thấy khỏi kêu luôn. Ê, thế nào chủ nhật này má ta cũng nghỉ, hay mình mượn xe ra tiệm cầm đồ ha? Tao không có gì đâu cầm. Ai kêu mày cầm đồ? Ra ngoài mua xe cũ rẻ lắm. Rẻ là bao nhiêu? Lúc trước má tao mua xe cũ có 50 à. 50? Phải chứ cô Tư, đừng có bán đứt. 10 ngày thôi là tao có chiếc xe đạp rồi. Ê, thế nào tao cũng hùng với mày. Ừ ha, kêu tụi thằng Nghĩa, thằng Phương nữa. Ừ. Ừ. Yeah. Ừ, tụi tao bắt tay rồi. Đánh bay rồi. Bình tĩnh đã. Xuống bà coi. Cái đường già của tôi ngày xe có chung cái cửa. Trời ơi, 2 tiếng cái ông đại đang nước tiền. Ở chén dĩa của tôi. Đi đi, bảy cái nào tôi đình cái đó. Bây giờ tính sao? Người ta dư giả giàu có mới thảnh nơi đánh bài. Kêu mang phim mà cúng. Sao mày tới đây quậy? Tôi không quậy bà, tôi chửi lên chồng tôi. Chồng mày nè, đem gì nhà mà mắng chửi đi. Đừng có tới nhà tao quậy. Biết. Cười cái giống gì? Từ giờ trở đi ai chửi lên chồng tôi quýnh bại đây hả? Tôi báo công an tới bắt lấy chịu. Bồ quê hả? Xứ này công an bắt lên mà uống nước trà rồi thả về có gì đâu mà sợ. Tào vậy. Ê, đây nè, đây nè. Hai em định mua xe giá bao nhiêu? Dạ không có nhiều hết chú. Chú có xe nào chừng 50 ngàn không chú? Dạ đúng rồi. Nhiêu? Dạ dạ chừng năm. Dạ. Thôi dạ có mua đâu chú. Không mua đâu. Hai nhỏ. Thấy chiếc xe cũ này không? Năm chục ngàn hả chú? 50 con khỉ. 120 ngàn. Nhưng tao thấy mày bèo quá. Tao bớt còn đúng 100 ngàn. Thôi thì 90 80 hết giá rồi nha mày. Vừa bán vừa cho để dành đất cho con cháu. Nè, đừng nói tao tụi bay không đủ tiền nha. Tao đã lộ lắm rồi đó. Ủa, sao nãy giờ em ra vậy? Có mình tao nói vậy? Nói. Dạ, dạ tụi con chỉ đi coi thôi chứ chưa có tiền. Chưa có tiền? Đi coi thôi. Đi coi xong để chưa chưa xế xế hẳn đi. Sáng sớm chưa có mở hàng. Coi 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 coi. Làm sao tao bán? Dạ, dạ tôi xin lỗi chú. Xin lỗi chú. Tôi xin lỗi chú. Ôi hãy mà khóa làm chi vậy? Tại khóa chứ bộ. Ê hai nhỏ, vô đây. Lẹ. Biêu biêu biêu. Tụi bay mua xe đạp để làm gì? Nói. Dạ chở con cào lên thành phố bán. Dạ. Xa lắm nha mày. Ba má mày đâu? Dạ con cũng không biết nữa. Từ nhỏ tới lớn con sống với bà nội. Tụi bay có đi học không? Dạ có. Con học lớp 4. Còn hằng này nó mới nghỉ tuần nay á. Bị đưa học phải không? Dạ đâu có, con tự nghỉ. Không có tiền đóng học phí chứ gì. Sao chú biết? Tao rành quá mà. Hồi nhỏ tao cũng bị y như mày. Chứ không bây giờ tao là bác sĩ đó nha mày. Ừ. Tao sẽ bán thiếu cho mày một chiếc xe. Chiếc này nè, mỗi ngày ngang qua đây trả cho tao 1 ngàn bằng cào cào. Nhớ lựa con ngon ngon nha mày. Đúng 3 tháng là xong. Coi như mày mua được chiếc xe mà tao khỏi mất công đi mua cào cào. Ừ. Đi đi. Đi đi. Chú. Ông chú sao con giật sao? Đi mau. Tao đổi ý bây giờ. Ôi cho tao chạy với. Cho tao chạy với. Bắt nó lại. Bắt nó lại. Cho tao chạy với. Bắt nó lại.
tụi bay, tụi bay thấy cào cào giữa hai tay là ngon không? Ừ, ngon lắm. Ngon, ngon lắm, công nhận là ngon. Ê, 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 ê. Đồ mất dạy, mày làm gì vậy? Ôi, tao lỗi tay, xin lỗi ông chủ cào cào hai tay. Ừ, vậy thì được. Chủ nhật này mày cho tao đi bán chung với nha. Ừ. Ê, tụi bay nghĩ coi, tao có nên mà chẳng lớn bên kia kêu tụi nó đưa cào cào tao đi bán không? Được không? Xí, còn lâu tụi nó mới chịu. Bộ mày không sợ ông chính đua chửi mày hả? Thôi mệt quá, đốt lửa nướng cào cào ăn đi, đói rồi. Ờ, đúng rồi. Nghe nè, sao vô đi? Đi đây. Lửa cũng mập mập á. Cào cào anh hai tay mà mày lo cái gì? Tụi bay yên tâm đi, cào cào của anh hai tay con nào cũng mập. Ừ, may mốt quá, mày để dành tiền có vốn, vừa mang qua mày mua đứt tụi nó luôn, rồi mày đem đi mày bán. Hay mình đừng chia tiền, hùng lại cho thằng tay làm vốn, qua bển mua cào cào. Ít quá làm sao mà đủ, chín chưa thơm quá. Chín rồi đó. Có ít thì mua ít, chừng nào có nhiều thì mua nhiều, phải không? Đúng rồi, tụi mình phải làm ăn lớn chứ, coi như bố đứa mình hùng lại, có lời tao chia cho làm bốn. Yeah! Ê, nhưng mà tụi mình ăn cào cào hoài, giống như chim quá hả? Ừ, thì mình là chim chứ bộ. Đúng rồi, tao là đại bàng nè. Tao là chim của tiếng Tây. Ô, đại bàng hay chim bên con. Tao là chim của tiếng lửa nè. Đại bàng hay chim cây lửa nè, đại bàng hay nhất. Đại bàng dữ nhất. Ô, đại bàng hay lắm á ba. Còn ba là khủng long bọc chúa đây nè, tao là tụi bay. Mặt người sáng ánh tự hào. Mặt người sáng ánh tự hào. Dáng đi cũng lấp lánh màu tự do. Dáng đi cũng lấp lánh màu tự do. 4.000 năm dựng cơ đồ. 4.000 năm dựng cơ đồ. Nghĩa, em đọc tiếp bài thơ cho thầy. Phương, em đứng lên đọc tiếp. Cánh cò bay lả rập rờ. Sai rồi, sai rồi. Không phải câu đó. Các em phải học hành đàng hoàng thì lớn lên mới có việc làm tốt để đổi đời chứ. Nghèo như vậy hoài sao? Các em phải có một ước mơ nào đó cho tương lai của mình. Các em biết không, có người ước mơ sau này lớn lên trở thành bác sĩ, thành kỹ sư, thành doanh nhân hay thành giáo sư. Muốn được như vậy các em phải cố gắng học, học thật chăm chỉ, học thật giỏi. Sơn, ước mơ của em là gì? Dạ thưa thầy, ước mơ của con là có tiền đủ đi đóng học phí. Liễu, nói cho cả lớp biết ước mơ của em. Dạ, ước mơ của em là thưa thầy bàn tay đi học. Đó không phải là ước mơ. Bàn tay ước mơ thầy là tay. Ủa, nó có nhiều tiền quá vậy? Tiền nó mấy con gà đó mày. Giá đầu tiên mà nói nó không bằng. Thưa thầy, hôm nay em đóng tiền, thầy cho em đi học nha. Vậy là bắt hai làm người bốc vác hả nội? Ừ. Mà cảng Bình Đông ở đâu nội? Xa lắm. Ờ, mày biên thư cho bác hai biết, nói bà cháu mình làm lúc này có tiền. Dạ. Để tiền đó mà xài, đừng có gửi về. Gửi chi nhiều quá. Cho con tờ đi. Ừ. Để tiền cũng còn hồng. Tao khoái chạy ngoài đường. Hồi trước ba tao chở tao vậy nè. Còn xe Honda mát lắm. Ủa sao ba mày lâu quá, tao không thấy gì hết Nghĩa. Tao không biết nữa, tao nhớ ba tao quá. Nghĩa, có khi nào công an bắt hàng rồi bắt con ba mày không? Nghĩa. Bộ mày giận tao hả? Mày không được nói ba tao bị bắt. Tao chỉ nghi ngờ thôi mà. Mày không có nghi ngờ tầm bậy. Ba tao làm ăn đàng hoàng chứ bộ. Ừ, nhưng mà không được giận dưới đường như vậy. Nhưng mà mày phải xin lỗi tao. Ừ, thì tao xin lỗi mày. Ừ. Chiếc xe, chiếc xe. Tay. Hả? Xe ở đâu? Tao cũng biết nữa. Giận sao? Còn sao nữa, đi tìm. Lẹ lên.
làm tao sợ quá. Xe đạp tao nghiêng mất chứ đâu phải tại tao. Gì? Mày làm gì nhìn tao ngọc vậy? Làm như tao là mất xe của mày vậy? Không mày thì ai? Mày chứ ai? Tao. Mày dạ, thằng mất dạy dám đánh tao á. Mày tôi ngày lo đánh lộn mày không sao không xui chứ hả? Nói tao. Ê, mày thấy thằng tay của tao ở đâu không? Dạ dạ, nó ngoài mấy kia kìa mà. Nó đạp xe chở cào cào lên chợ bán để kiếm tiền đi học, chứ đâu có lêu lỏng mất dạy như hai đứa tụi bay vậy. Có gặp nó thì nhắn về gấp, bữa nay sòng bài giải tán sớm, nó khỏi đi lang thang lêu lỏng ngoài đường. Biết chưa? Dạ dạ. Ừ. Thằng Quý, tại mày á, mày đừng có lại nhảy thì đâu có quýnh lộn. Thì lỡ mất gì thôi, chứ mày nhăn nhó cũng đâu có kiếm lại được. Con nợ chú Tim cầm đồ bao nhiêu tiền mày biết không? Chết cha, tao quên vụ này. Bây giờ làm sao? Thì tao không nói làm sao đâu. Nếu mày còn một mình thì mày hét lên đi. Hét làm sao? Hét vậy nè. Dì ba, dì gửi làm con lá thơ trong chú tiệm cầm đồ trên chợ mà mập cái gì? Ông chủ tiệm mập bự vậy phải không? Dạ đúng rồi dì. Ờ, đưa đây. Đôi bà đè nè, cho ông chết nè. Đôi đè nè. Xuống luôn. Xuống luôn. Sao mà ai cũng đôi quá trời. Đôi già nè. Nè. Đôi già. Đôi mắt nè. Heo ơi ơi, hỏi là heo ra đi tư quá quý. Quá trời ha. Nè, bỏ qua luôn. Rồi, giờ bắt nhiêu đây? Bên này bắt nhiêu? Bên này bắt nhiêu? Ờ, nghe nói đi. Trời ơi. Tôi 20. Ôi, em rồi. Tôi bên này nha. 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 Bên này 20. Rồi. Rồi, bên này nha. Bên này nha. Rồi, rồi. Tôi đưa nha. Tôi đưa nha. Bắt nào? Nhiều. Đúng rồi thôi. Bên này như thế này phải không? Rồi đưa tiền em. Rồi đi tâm đi. Xuống ố ăn mì. Này từ. Chưa mà. Rồi con này. Rồi. Chuẩn bị. Bắt đầu. Rồi. Vô. Vô. Đau. Đúng rồi. Chị Hồng ơi, chị Hồng, chị có linh thiêng thì cái gì cứu ngô bông của em đi chị Hồng. Cứu em đi chị Hồng. Chị Hồng ơi, chị Hồng, chị Hồng ơi, cứu em đi chị Hồng. Chị Hồng ơi. Chị Hồng ơi, chị Hồng có linh thiêng phù hộ cho ông Tây bắt được nhiều cào cào. Tụi bay lấy cái quyền gì mà cúng giá chị tao? Hèn chi hồi nãy giờ tao dám có linh gì hết. Tụi tao cầu cho mày chứ cầu cho ai? Ai mượn? Từ sáng giờ mày đi đâu vậy mày? Tính kiếm thêm tiền đưa cho ông chủ tiệm. Ai về mất luôn 40 mấy ngàn. Tiền ở đâu nhiều vậy? Thì tiền sau bài của bà nội nó chứ đâu. Nè, tiền bắt cào cào ba đứa tao sáng giờ đó, đá gà luôn đi. Tao không cần. Thì phải trả tiền cho ông chủ tiệm cầm đồ chứ. Không cần mà lôi cho tao. Nói vậy hả? Thôi, mày làm cái gì vậy? Thôi, quên uống nhanh thôi mà. Quên uống nhanh. Mày đừng có đánh nữa mà. Đừng có đánh nữa. Dễ, quên uống nhanh thôi. Nhanh lên. Bực mình quá. Anh em mày nói vậy hả? Tao biểu mày êm đi mà. Mày đứng ở đâu? Qua đây nè. Mày ngon qua đây nè. Ủa cái gì đẹp quá vậy? Đứng sao? Qua đây. Cái gì đẹp quá vậy? Cái gì kìa? Đâu? Nè. Đó. Đẹp quá vậy?
đâu ra à, trời bự quá, đẹp quá. Ở đâu ra vậy? Rõ ràng tao thấy trên trời rơi xuống á. Chắc là tiên ông hưởng cho mình quà đó. Má tao nói con nít mà quen là tiên ông hưởng cho quà. Sao mày? Nội tao nói ai mà làm điều bậy là bị thánh thần chặn cổ thì có. Mệt tụi bay quá, có chơi được rồi khỏi hỏi. Ừ. Nhưng cái này chơi làm sao? Ê tụi bay, sao nó giống con diều quá vậy? Đúng rồi, con diều bằng mẫu. Cho nó bay đi. Ừ, cho nó bay. Ừ, đúng rồi. Ừ. Em chỉ xin nó biến thành thần thiệt một lần thôi mà chị Hồng. Ê, nói nghe, nói nghe. Ê, ê, có rảnh không? Vô làm vài dáng đi, thiếu một tay. Thiếu một tay hả bà Tám? Ừ. Còn vô chơi nghe. Ừ, được, được, vô đây, vô đây. Có tài rồi, có tài rồi. Tư Thanh, mày về đi, có người thế rồi. Nhanh lên đó nha, bài đang đẹp á. À, cháu xả đội xả đội vậy trời, trời. Sao hôm nay không nói? Đứng lại, đứng yên. Muốn chạy hả? Mọi người theo tôi về xã lập biên bản. Trời ơi mấy bà về đi, có gì đâu coi. Đi tay em giỏi lắm, mai lên xã lãnh thưởng nghe. Tay mày, trời ơi, thằng mất dạy. Tại sao mày làm gì? Tại sao làm vậy? Hả? Mày có bị khùng không mày? Sao mày lại kêu xã đội lên bắt bài bà nội mày? Mấy người bị dọn rác ngoài xã đội chửi mày trời kìa. Sao mày làm vậy? Tao cần tiền, tao lấy số tiền thưởng này trả trong chủ tiệm cầm đồ 60 ngàn này nè. Trời ơi, từ đây lấy cái gì mà ăn đây tay ơi? Thì con mới lấy nhiều cao cao. Cao cao có ăn nhẩm gì? Mày ngu quá tay ơi. Thì con đi lượm dây chai giống như ông Tư Lùng gì đó để nuôi nội. Trời ơi, hết chuyện rồi sao mà đi bắt trước cái nghề chết chóc đó. Vậy có khi nào nó không cần tiền không? Tay, tay ơi, tay. Tay ơi tay, đói một chút cũng không sao mà theo cái nghề lượm bom đạn đó cũng có giỏi thì đánh tam tàng này nè. Đừng có hù dọa, có ngon thì đánh tôi đi. Sống mà khổ như vậy chết còn sướng hơn. Ông trời ơi, đánh đi. Ta là thái tử, thân chinh ngự giá xuống trần, ta sẽ trị dứt bệnh cho ba tánh. Ủa, thái tử chưa trị hết bệnh nóng nảy ha? Chỗ này quán đông khách dữ hả cô Tư? Cũng nhờ ơn thái tử đó, nhiều người ở xa đi cúng trị bệnh rồi ghé đây ăn uống cũng đỡ lắm á. Vậy hả? Không biết thiệt giả hay sao nha, mà cũng có người nói á, đỡ bệnh hết bệnh đó. Thôi kệ, bả làm vậy cũng không hại ai, lại có đồng ra đồng vô cũng đỡ. Đông cho nội con 2 lít rượu rồi áo hạng đàng hoàng cô Tư. Ê, con nghĩ bán cao cao luôn hả bạn? Dạ. Cô
có tưởng nghề của bà nội mày là chắc ăn nha. Lạy trời Phật phù hộ độ trì cho bá tánh qua lại tin tưởng Trần Thị Tám từ tám tàng này mà ghé vô trị bệnh. Ông Chính Đô nó nói giả bộ á. Nghe làm gì, thứ trâu cột ghét trâu ăn. Không chừng nó ghét mày, không bắt cào cào cho nó chứ gì. Để con đi bắt cào cào cho, có ít thì ăn ít. Thay đồ đi học ngay. Đề bài, hãy tả cảnh xâm hợp nhà em vào buổi tối. Không có khó. Cả lớp làm rất tốt, vận dụng tốt và viết sát ý bài văn mẫu. Điểm cao nhất lớp là em Nghĩa. Tuy nhiên tôi rất lấy làm tiếc, có một em không làm bài mà bỏ giấy trắng. Ủa, ai vậy ta? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Chắc nào á? Đây mày phải không? Tại sao em không làm bài? Ta biết mà. Dạ thưa thầy, em không có ba má để tả. Thì em cứ làm đúng theo bài văn mẫu là được rồi. Sao thầy biểu em viết chị không có anh có? Tưởng đâu giờ này mày lo nấu nước cúng kiến tụng kinh với nội mày chứ. Lúc này tao thấy mày mập hơn á thầy. Dĩ nhiên rồi, nó ngồi nó ăn chuối mà không mập sao được. Nhìn ông đệ là biết liền á. Ông đệ, ông đệ, ông đệ. Ông đệ nè, ông đệ, ông đệ. Hôm nay có tin này nè, hôm nay được nghỉ, thầy bệnh rồi. Xạo mày ơi, sao biết thầy bị bệnh? Thiệt mà, hôm qua thầy nhắn với ba tao. Thôi mày thầy đi, thầy tao mới tin. Thầy. Ê, vậy hôm nay mình được bắt cào cào đã luôn á. Ủa, thầy bị bệnh gì vậy? Tao không biết. Hay là mày nói với bà nội mày chữa bệnh cho thầy đi. Ờ, đúng rồi, bị bệnh cảm á. Cao nổi rồi qua chỗ đây. Nội tao có chị bệnh cảm. Chừng nào bị người có ông quỷ phá kìa. Thầy, thầy. Quay ra cho má mày uống. Con ma ngang ngược quá. Thái tử này sẽ chỉ cho mày một trận. Coi mày mạnh hay là bà tám tàng này mạnh. Yêu ba quỷ quái. Cô Năm làm gì mà mày báo hại cô Năm? Mày hãy xuất ra khỏi cô Năm. Xuất ra xuất. Yêu ma quỷ quái. Yêu Tám, ma quỷ Tám, quái. Làm gì vậy? Nám mặc như vậy nó mới Nám chết chứ. Chết rồi, con Nám nó Nám. Sao vậy nè? Tỉnh lại gì Nám? Nám ơi, Nám. Nám. Nám à. Bà Tám, vì Nám chết rồi, thành ma thành quỷ rồi đó. Bà qua bà đập nữa đi. Thái tử phải nghỉ vài hôm về Hầu Ngọc Hoàng. Thôi bây giờ mấy ông mấy bà về nha. Chừng vài hôm quay lại bảo đảm thái tử sẽ trị bệnh cho. Từ từ, bánh cho con một hộp sữa. Chị ba, chị Năm làm sao rồi? Bổ rồi, ruột thừa cho mày ám hết á. Ai có bệnh thì về kiếm bác sĩ mà trị, coi chừng bị lừa. Ở đây không có thái tử nào hết trơn á, giỡn không à. Chị ba, đây, đây, má, sao má nói vậy? Nội, nội ra quán Tư Thanh mà nghe người ta nói nội kìa. Từ nay tôi không thèm hẹp tiệm của nội nữa đâu. Tôi đi lượm dây chai, cưa đầu đạn. Có thì ăn, nội chết chán chịu. Không ai dám bên kia nặng nhẹ nhà mình. Nội đừng có cản tôi nha. Ôi cha mày cay ơi, tao đánh mày tập đau. Ôi cha mày ơi, nóng quá.
cha mày. Trời chúc nê. Thế nội con đâu vậy ông ba? Đi đi đi, lẹ lên. Bà Tám. Nội nội. Bà Tám ơi. Tám. Nội ơi. Bà Tám ơi, bà Tám. Bà Tám ơi. Nội nội. Bà Tám. Nội ơi. Tay, bà nói mày kìa. Nội nội. Nội ơi. Nội nội. Nội tỉnh đi nội. Nội ơi. Học lóc cái gì? Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ. Mai mốt có tiền tao chuột chiếc xe đạp của con Hồng về cho mày đi bán cào cào. Cũng mỏ mày tao đâu mày. Thôi á, đánh đi đi, đánh đi. Đánh lên mày á. Xui nè. Tay kìa. Mày hả? Tay kìa. Tay. Tay mày đâu hả? Tay. Mày làm gì giận vô có vậy? Có nào thương tao đâu. Tao khổ mà tụi bay vui như Tết gì đó. Từ bữa nay tụi mình chia đứa cháu bắt cào cào đi. Phần từ đây tới chổng là của tao, từ đây tới ngoại ba đứa bay tự chia đi. Bây giờ tao mới tự lo cho tao, đâu còn ngại thương tao nữa đâu. À, Tay, chuyện gì kỳ cục vậy? Nghĩa, bữa nay thầy đi bắt cào cào với tụi em nè. À, chuyện này mới kỳ cục ác nè nghe. Lớp thầy á lúc nào cũng đóng quá trễ làm tôi mất điểm thi đua liên tục. 5 giờ sáng thầy dậy chưa? Giờ đó tôi tập thể dục và uống cà phê rồi. Ủa mà thầy hỏi chi vậy? Sáng mai tôi dẫn thầy ra chỗ này hay lắm. Còn đây gửi thầy hiệu trưởng một bản, thầy một bản. Đây là kiến nghị của tôi, nếu các thầy đồng ý thì tổ chức tiến hành làm ngay. Kiến nghị gì mà quan trọng vậy? Thì giải pháp làm cho thầy không bị mất điểm thi đua. Bắt đầu từ hôm nay các em phải đi học đầy đủ, cho dù có đóng hay không đóng học phí gì cũng vậy. Thầy giám thầy có cho không thầy? Thầy có bị làm kiểm điểm như lần trước không thầy? Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước thầy hiệu trưởng về chuyện này. Chiều nay chúng ta sẽ tới nhà bạn Tây, bạn Sơn, bạn Nga, mời các bạn đi học lại. Trời, Nghĩa đâu rồi? Ủa? Tụi em ngồi đây, thầy quay lại kiếm Nghĩa. Em sợ lắm. Em sợ nữa. Ta con gái, sợ là phải. Còn mày con trai, làm gì sợ? Mày hay quá. Mày hưởng mày làm con trai rồi mày biết. Con trai sợ ma cỡ nào. Đừng cãi nhau nữa, để thầy đi tìm Nghĩa. Em đi với thầy. Đi. Em đi nữa. Nghĩa. Nghĩa. Trời ma, ma đừng ngăn tôi. Thầy nè, ma đâu mà ma. Thầy. Trời, cào cào đâu hết rồi? Ủa, ma có ăn cầu cào không ta? Thầy cũng không biết nữa. Tự nhiên của ma nói trận mạng này là bà nội ăn tay quá. Bà Tâm Tàn hả? Dạ, chắc bà đói nên về ăn cầu cào. Trời đất, kiểu này á là hai màu á, lo nhậu á rồi quên cúng cho bà rồi. Nè, đem mấy cái này ra cúng cho bà nha. Không quên nữa, để tao làm dĩa mồi á rồi đem cúng cho bà.
Tội nghiệp không, hồi sống có bao giờ được ăn đâu. Mày bây giờ một mình một đồng, ngày nào cũng vô mười mấy ngàn, tao phải vô tận nhà thu mua, đợi lên hương hoài hả mày? Ê, nói nội mày á, đừng có nhát ma ban bản thân mày nữa. Để tụi nó đi bắt cầu cào trở lại, thấy tụi nó te tua như vậy mày không thấy tội sao? Tay ơi, tay, tay, tay không? Tay, 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 tay. Không có nó nhà, không biết nó ăn cơm chưa, nó có làm sao không nữa. Có khi nào bà nội nó bắt nó xuống dưới để mua rượu không? Thôi mày ơi, để tao viết cho nó mấy chữ. Để trái cây đi. Kính thưa bà Tám, xin bà phù hộ cho thằng Tây được mạnh khỏe, không bị ma bắt, và sẵn phù hộ cho Nguyễn Nhân Phương, Nguyễn Nhân Nghĩa, Lê Thị Liễu và Trần Văn Tây bắt được nhiều cào cào. Dạ thưa bà Tám, tuy cào cào nó có chất bổ nhiều nhưng mà ăn sống thì bị đau bụng đó bà Tám. Mai mốt con mua rượu, mua mời ra mã cúng bà như hôm trước nha bà Tám. Tay nội hết á, tay nội con không biết làm sao tụi nó. Tụi nó tốt hơn con rồi thấy chưa. À ba về, ba về á, ba về. Má ơi ba về kìa em ơi. Ô ba ơi. Ô trời ba, má bệnh quá trời luôn á ba. Bà bệnh sao vậy? Sao đi luôn đi. Thôi đừng giận, kỳ này tôi về ở luôn, lo cho bà với thằng Nghĩa. Ô, hay quá. Ê, để con cho tụi nó hay. Ô, anh ơi. Tôi bị bắt đi cải tạo, đúng là trong cái rủi nó có cái may. Ham đi buôn lậu làm chi cho nhà cửa đất đai mất hết, còn may may cái nỗi gì. Ở trong trại tôi học được nghề trồng cỏ nuôi bò sữa, thứ này ở đây hạp đó nghe. Vốn liếng cái đâu nữa mà làm. Không có tiền mua bò thì trồng cỏ bán cho người ta, cỏ đâu có nặng vốn. Ủa chú Chính Đô chứ đâu sớm vậy? Chắc tao phải nói thiệt với tụi mày chuyện này. Phải đập cho nó không chặn mới được. Đi để lên, giờ này chắc nó qua động cỏ rồi đó. Ừ đi. Thằng quá tệ, tao không có em chơi với cái thằng xấu xa nữa đâu. Phải đập cho nó không chặn tay bờ qua lá luôn. Đúng rồi. Con mong rồi còn mà, là tao giả bộ nhát tụi bay á. Tao xấu không vậy? Tụi bay đừng có tốt với tao nữa. Tao trả tiền bán con cào tụi bay nè. Ô, sao kỳ vậy? Sao tụi mình không đánh nó? Trời, nó làm lẹ quá, tao suy nghĩ còn không kịp, lấy gì đánh. Nó nói vậy là hối hận rồi đó. Sao tao thấy nó sơ sát, hốc hác quá à. Nhưng nó cạch giỡn quá, phải cho nó một trận chứ. Đúng, phải cho nó một trận nhớ đời. Về chuẩn bị, về qua xử nó. Khi con ma ra còn mã xử đẹp. Ông ơi làm gì vậy? Trời nó đạp xong rồi. Trời ơi mày ăn cái giống gì vậy? Tao tống
Diêm Vương. Vô tụi bay. Vô. Để con ma xấu xí kia. Ai cho người dám nhập vào người ấm hai tay hả? Bảo tốt cùng phong, tia sáng cùng phong, siêu nhân biến hình. Biến bùm bùm. Con ma kêu biến ngay. Tao đập cho mày biến. Tao tại vậy mà tụi bay không giận tao sao? Mày tệ hồi nào? Con ma nhập vô mày mới tệ. Tụi tao ba la con ma ra khỏi người mày rồi nè. Tống con ma nó xuống Diêm Vương đi. Đúng rồi. Để tao khuyến mãi cho con ma một chiếc cầu động thổ. Để đi cho nó lẹ. Đúng rồi, để con ma lên đi. Tèn tèn. Ý, còn chiếc tàu lượn. Cho nó luôn đi. Ừ, tàu này hư, lấy tàu khác ở đây.